Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, một thành viên nguyên là ủy viên của Bộ Chính trị, một trong những người nắm quyền lực tối cao trong bộ máy nhà nước Cộng sản, bị còng tay dẫn đến tòa án. Dù chỉ là một vụ án kinh tế, nhưng các nghi can bị đối xử như những tội phạm hình sự đầy nguy hiểm của các vụ án giết người, gây thương tích khi bị còng tay và có công an dày đặc bên cạnh. Những hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng tình đồng chí đầy thù hận của các đảng viên Đảng Cộng sản với nhau vừa thể hiện nhiều tình tiết khiến người xem phải đặt dấu chấm hỏi. Vụ đại án thể hiện sự đấu đá, thanh trừng phe phái của Đảng Cộng sản không còn dừng lại ở việc nhìn nhận của người dân trong và ngoài nước, mà chính thức đã được người trong cuộc là ông Đinh La Thăng khẳng định ngay tại tòa án. Khi ông Thăng không ngừng ngại khai lãnh đạo của những sai phạm trong vụ đại án mà ông Thăng và thuộc cấp đang bị mang ra để làm cuộc chống tham nhũng, không ai khác là Bộ Chính trị. Bởi chỉ có Bộ Chính trị mới có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lúc bấy giờ. Và Bộ Chính trị ở đây không thể thiếu người nhóm lò đốt củi chống tham nhũng là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Cùng với đó là đối thủ của Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, ông Thăng lúc này chỉ với tư cách là người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị, nên vai trò của Thăng trong vụ án này cũng chỉ là người thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chính trị. Hình ảnh là cho thấy ông Đinh La Thăng là bị còng tay. Và cái hình ảnh đó nó cho thấy là thế này, tức là đây là lần đầu tiên ấy, một ủy viên Bộ Chính trị, một cựu ủy viên Bộ Chính trị hay là người vừa mới ra khỏi Bộ Chính trị. Hình ảnh đó cho thấy một cái sự quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi cho là sự quyết liệt. Tại vì bây giờ nếu như ông Nguyễn Phú Trọng mà ông đã trước giờ thì không có cái tiền lệ về cái chuyện mà xử lý ủy viên Bộ Chính trị. Một khi ông đã quyết liệt ông xử lý ủy viên Bộ Chính trị rồi, có nghĩa là ông đã leo lên lưng cọp rồi. Và đã phải chấp nhận một cái khả năng kịch bản thế này, có nghĩa là nếu mà ông Trọng xử lý ông Thăng á, thì khi ông Trọng nghỉ, có thể ông Trọng sẽ bị những người khác, cái lớp sau của ông Trọng xử lý lại. Trước Đinh La Thăng cao vời vợi và hét ra lửa, hét chói lói, đặc biệt cái lúc mà về làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bây giờ thì Đinh La Thăng đã xuống bùn và Nguyễn Phú Trọng không tha, xuống bùn vẫn phải xuống bùn. Và đó là vấn đề mà theo tôi hiểu đó là cái quy luật nhân quả của cuộc đời này. Cách đây khoảng 2 tuần thì tự nhiên báo chí lại đăng tin về cái chuyện, tức là Đinh La Thăng thành khẩn khai báo. Và chúng ta biết là thành khẩn khai báo mà theo kinh nghiệm các luật sư á, khi mà đã xét mà thành khẩn khai báo là đã giảm được 20% cái mức án rồi đấy. Đó, nó là như vậy. Thế thì tôi mới đoán là thế này. Từ cái việc mà thành khẩn khai báo theo báo chí đưa tin cho tới lúc mà Đinh La Thăng khai trước tòa về cái trách nhiệm của Thủ tướng liên quan tới vấn đề chỉ định thầu. Điều đó cho thấy là ngay trong quá trình điều tra và làm việc với Viện Kiểm sát, Cơ quan An ninh Điều tra, Cảnh sát Điều tra thì có thể là ông Đinh La Thăng đã khai luôn về ông Nguyễn Tấn Dũng rồi. Và đó chính là một cái tiền đề rất quan trọng để ông Nguyễn Phú Trọng có thể chụp lấy. Và sau vụ án Đinh La Thăng này sẽ mở rộng vụ án sang giai đoạn 2, giai đoạn 3, vân vân, và dẫn tới cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng luôn. Hiểu là Bộ Chính trị ở đây có nghĩa là báo cáo Bộ Chính trị là báo cáo Nguyễn Tấn Dũng. Tại vì Nguyễn Tấn Dũng là không những ủy viên Bộ Chính trị mà còn là Thủ tướng, tức là còn nằm trong tứ trụ nữa. Đấy. Nhưng mà ngoài Nguyễn Tấn Dũng ra thì còn ai có thể biết được những chuyện này? Ví dụ như là Bộ Chính trị mà phụ trách về kinh tế, phụ trách về các, ví dụ như là Hoàng Trung Hải, chẳng hạn ông Hoàng Trung Hải bây giờ là bí thư Hà Nội thì cũng có thể gọi là Bộ Chính trị. Thế thì với cách nói của ông Thăng thì cứ vài ba người trở lên hoặc là ít nhất một người cũng đã trở thành Bộ Chính trị rồi. Mà Nguyễn Tấn Dũng vào thời gian đó thì quyền uy coi như núi. Đấy, quyền lực như núi và tiền bạc như nước. Anh thử lúc đó còn thay mặt tôi nghĩ là còn gấp đôi cái Bộ Chính trị. Như ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian cuối năm 2017 đã nói một cách chính xác từng từ một là chống tham nhũng thời kỳ trước. Mà chúng ta hiểu thời kỳ trước là thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng, không có nói từ thời kỳ này. Thời kỳ này á, người ta chờ mãi người ta chẳng thấy Sử Phạm Sĩ Quý, Võ Kim Cự, Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, vân vân. Đấy. Người dân trông mong là chống tham nhũng công bằng, chống tham nhũng đồng đều, chống tham nhũng cả hai phe, ba phe, chứ không phải chỉ có một phe, một bên. Đó. Cho nên là trong cái việc này ấy, thì cần hiểu thế này, là nếu như ông Nguyễn Phú Trọng mà chống tham nhũng công bằng thì mới có thể là thu hút được cái sự ủng hộ của quần chúng. Còn nếu ông chỉ chống tham nhũng một bên, một phe thì chả ăn thua gì, và người ta sẽ coi như ông là có một cái động cơ trục lợi ở trong việc này và không mang động cơ chống tham nhũng thực sự, mà cái động cơ thực chất của ông chỉ là tập quyền và thanh trừng phe phái mà thôi.
chúng ta vẫn biết là trong cái pháp đình sau chủ nghĩa nó có nhiều cái bất cập bất công từ trước tới giờ, và có những mức án trời ơi không thể biết được. Và đây không phải là lần đầu tiên. Toàn bộ thành viên của Bộ Chính trị khóa 10 đều là thủ phạm chính và lớn nhất trong vụ đại án này, chứ không phải là Đinh La Thăng. Chiếu theo luật, tòa án phải triệu tập 14 ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 để làm rõ sai phạm của từng người nhằm xử lý theo luật pháp, trong đó có cả ông Nguyễn Phú Trọng. Trước tình huống trên, ông Trọng sẽ đi bước cờ nào tiếp theo để chiếc lò chống tham nhũng của mình luôn được cháy? Và liệu rằng việc đốt lò của ông Trọng có dẫn đến khả năng cháy cả lò hay không? Khi chính bản thân ông Trọng cũng là người sở hữu cả núi sai phạm. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.